Hello, xin chào Tà Nói nhá, số điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về hai cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ để bàn có mã là G5 và G10 đang có sẵn tại cửa nhà mình bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ so sánh cho mọi người về chất lượng hình ảnh thực tế cũng như là chất lượng quay đêm của hai cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ để bàn G5 và G10 bạn nhé. Đó, thì hai cái mẫu này thực ra quay ban ngày thì nó như nhau hết bạn nhé, quay ban ngày thì nó chất lượng như nhau hết, đều chất lượng hình ảnh là full 4K sắc nét và có thể xem được trực tiếp ở trên điện thoại từ xa bạn nhé. Nó và nó chỉ khác nhau là cái pin của con đồng hồ để bàn G10 này nó pin nó lâu hơn và cũng như là cái chất lượng quay ban đêm của cái mẫu đồng hồ G10 này nó sắc nét hơn đâu bạn nhé, còn chức năng của nó như nhau hết. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về hai cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ để bàn G5 và G10 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Win Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Win Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đây nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng một điện thoại rồi các bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi bạn nhé. Sử dụng một chiếc camera ngụy trang đồng hồ để bàn này cũng tương tự như những dòng camera là V99 này cũng như là V100, S199, S200, S400 và S500 các bạn nhé, đều sử dụng cái ứng dụng là lắp cam. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số chức năng chi tiết ở hai cái mẫu sản phẩm đồng hồ để bàn G5 và G10 này và sau đó sẽ test cho mọi người, so sánh cho mọi người về cái chất lượng hình ảnh thực tế của hai cái mẫu đồng hồ để bàn camera này các bạn nhé. Đó, thì đây là cái mẫu đồng hồ để bàn G10 này, mắt camera đấy các bạn nhé. Xung quanh sẽ có 8 nét hồng ngoại xung quanh các bạn nhé. Quay đêm rất là nét. Đây sẽ là cái đèn nét này, giải đèn nét này các bạn cũng có thể xem giờ được như bình thường. Đó, còn ở bên trong ở đằng sau đây thì sẽ là có một quả pin này. Đó, và đây sẽ là cái thẻ nhớ. Thì khi các bạn mua hàng nhé, các bạn chỉ cần đăng ký kênh Tobi Đăng Phát thôi. Thì đơn vị nhà mình sẽ gắn sẵn thẻ nhớ cho các bạn vào luôn. On off đây sẽ là các bạn thể bật mở thiết bị này, các bạn cắt sang on thì bật nhé. Đó, cắt sang on thì thiết bị sẽ sáng đèn như này. Nút RST này sẽ là nút reset nhé. Thì khi cam các bạn dùng lâu mà bị đơ hoặc là chất lượng hình ảnh nó không được sắc nét thì bạn sẽ dí lên nút reset này khoảng 10 giây để reset cam. Đây sẽ là chân cắm sạc này. Đó, các bạn sẽ cắm chân cắm sạc đầu ra 5V là được nhé. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái mẫu đồng hồ để bàn G5. Đó, thì cái mẫu đồng hồ để bàn G5 thì mắt camera nó ở đây các bạn nhé. Đó, cái mẫu này nó sẽ không có mắt camera chạy xung quanh mà mắt camera sẽ chạy ở bên dưới đây các bạn nhé. Đó, 8 giải đèn nét rồi. Và bên trên đây sẽ là cái bên trên này sẽ là cái giải đèn nét để các bạn có thể xem giờ như bình thường nhé, đồng hồ LED. Đó, và đằng sau đây sẽ là cái chỗ để các bạn có thể là gắn quả pin này, thẻ nhớ đây. Thì mình sẽ gắn sẵn thẻ nhớ cho các bạn rồi. On off đây sẽ là giúp các bạn có thể là bật mở thiết bị này. Đó, các bạn cắt sang on là sẽ là bật. Thì thiết bị sẽ sáng một cái đèn màu đỏ lên như này. Đó, tiếp theo thì chữ RST đây sẽ là reset đây. Đây sẽ là chân cắm sạc. Nói chung là nó cũng giống như cái con đồng hồ để bàn G10 thôi. Đó, sử dụng cũng như nhau hết bạn nhé. Đó, tiếp theo thì để sử dụng được chiếc camera ngụy trang đồng hồ để bàn này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại nhé. Và mình sẽ kết nối cho các bạn về hai cái máy điện thoại và test cho mọi người về từng mẫu một. Đó, các bạn sẽ chọn một cài đặt này, sau đó chọn vào mục đầu wifi. Các bạn sẽ cần tải cho mình ứng dụng về điện thoại là ứng dụng lock cam trước nhé. Thì nói chung là tải ứng dụng này nó cũng giống như cái tải ứng dụng Facebook, Zalo thôi. Các bạn sẽ vào cửa hàng App Store để tải nhé. Đó, thì khi mà các bạn tải xong thì các bạn sẽ chọn vào mục cài đặt này. Sau đó bạn sẽ chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera ngụy trang đồng hồ để bàn nó sẽ phát cho các bạn cái mã Wi-Fi nhé. Đó, thì chữ F và chữ G này. Đó, chữ F và chữ G này thực ra là nó cũng giống nhau hết thôi. Có nhiều lô hàng nó sẽ là có Wi-Fi có chữ F, có nhiều lô hàng sẽ có Wi-Fi chữ G. Thực ra sử dụng như nhau hết các bạn nhé. Đó, các bạn sẽ kết nối wifi vào. Khi bạn đã kết nối xong nhá thì bạn sẽ thoát ra ngoài màn hình chính nhá. Sau đó tiếp theo thì bạn sẽ vào trong ứng dụng là lock cam các bạn vừa tải về. Các bạn chọn cancel cho mình nhá. Thì khi bạn chọn cancel xong thì cái giờ của camera cũng như là giờ của điện thoại nó sẽ trùng hợp với nhau luôn bạn nhé. 13:52 này. Đó, đây mình sẽ quay cam lần trước cho bạn xem nhé. Đó, mình cho bạn chọn một cancel rồi, chọn online, chọn cancel để xem nhé. Đó, đây là chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc camera đồng hồ để bàn G10.
Là mình sẽ kết nối cho bạn cái con đồng hồ G5 nhé. Đó, đây mình sẽ lấy thêm một chiếc điện thoại nữa đây. Đó, các bạn sẽ cũng sẽ tải ứng dụng lắp cam điện thoại này. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào mục cài đặt của điện thoại. Các bạn chọn vào mục là kết nối wifi. Đó, chọn mục wifi này. Các bạn cũng sẽ kết nối wifi có chữ G đằng trước nhé. Đó, kết nối wifi có chữ G đằng trước này. Đó. Khi kết nối xong thì bạn sẽ thoát ra ngoài, các bạn vào trong ứng dụng lock cam. Đó thì khi bạn kết nối xong thì cái giờ camera nó tự động, mà giờ của đồng hồ nó sẽ tự động cập nhật với trùng với giờ điện thoại luôn này. Đó, để mình sẽ quay cam lên trước nhé. Đó, các bạn sẽ chọn vào mục là online này, rồi bạn chọn một cancel để xem nhé. Đó, đây là chất lượng của hai cái mẫu đồng hồ để bàn nhé. Đó, chất lượng của nó cũng gần như nhau các bạn nhé. Quay ban ngày rất là ok. Nó chỉ khác nhau một chút là quay ban đêm thôi. Đó thì bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì các bạn hãy chọn mình cái loa này. Alo alo. Đó, do cam và điện thoại của mình đang ở gần nhau nên là sẽ bị xung đột âm thanh và sẽ phát ra cái tiếng vỡ âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã kết nối xem từ xa rồi thì cái tiếng vỡ âm như vậy sẽ mất đi bạn nhé. Bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn hãy chọn vào máy chụp ảnh đây. Sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đó. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì bạn sẽ chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh đây, sẽ là chế độ lưu video. Đó, hai cái bên nó như nhau hết nhé, giao diện như nhau hết. Đó, 7 giây, 8 giây, các bạn muốn lưu vào thì các bạn sẽ bấm là nữa. Là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là lock cam. Tiếp theo thì hai anh tam giác này sẽ là giúp họ thể là đảo chiều hình ảnh này. Sang trái sang phải cũng như đảo chiều lên trên xuống dưới đây. Khi cam các bạn quay ở một góc nó bị ngược chiều hình ảnh thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh bạn quay đã đúng chiều rồi thì các bạn sẽ không cần dùng tới nhé. Tiếp theo sẽ là chế độ hình mặt trời, đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh ánh sáng này. Các bạn cho chế độ ánh sáng cao lên, cũng như bạn thể giảm chế độ ánh sáng đi, cho chế độ ánh sáng nó thấp đi bạn nhé, tối đi này. Đó, mình sẽ để chế độ ở giữa là cân bằng. Đó, tiếp theo sẽ là chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh màu của hình ảnh nhé. Các bạn cho màu đậm lên này. Đó, cũng như bạn thể là giảm màu đi, cho màu hình ảnh nó nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa là cân bằng này. Đó. Tiếp theo sẽ là chế độ mặt trăng, là sẽ là chế độ ban đêm này. Đây. Mình sẽ test cho mọi người cả chế độ ban đêm của con đồng hồ để bàn G5 nhé. Đây. Đó, đây là chất lượng ban đêm của hai cái mẫu sản phẩm camera đồng hồ để bàn G5 và G10. Đó thì cái mẫu đồng hồ G5 này thì chất lượng quay ban đêm nó sẽ sắc nét hơn một chút. Đó, các bạn nhìn hình ảnh nó sẽ thật hơn một chút bạn nhé. Còn cái mẫu đồng hồ G5 này thì ra quay ban đêm nó cũng ok, nhưng mà chất lượng hình ảnh thì nó không bằng cái con đồng hồ G10 thôi. Đó, các bạn muốn tắt chế độ ban đêm đi thì bạn chỉ cần bấm là thôi, là tự động hình ảnh sẽ trở về ban ngày. Và khi mà các bạn quay ban đêm nhá thì cái mắt camera cũng như là mắt hồng ngoại nó sẽ không bắt ra ánh sáng hết nhá, nên là các bạn quay buổi tối thì yên tâm. Tiếp theo sẽ là chế độ 1080 này, sẽ là giúp bạn có thể là đổi cái độ phân giải nhá. Cái độ phân giải của hình ảnh tối đa sẽ là 4K. Đó. Thì khi bạn chọn độ phân giải 4K thì ảnh rất là nét nhé. Đó. Đây. Đó. Rất là nét luôn. Thì vừa rồi mình đã kết nối với wifi của camera để test cho mọi người cái chất lượng ảnh thực tế của chiếc camera ngụy trang đồng hồ để bàn G5 và mẫu đồng hồ để bàn G10. Thì tiếp theo thì mình sẽ vào một cái đặt chung ở trong ứng dụng là lock cam và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong ứng dụng này nhé. Cái đặt này, rồi mình sẽ chọn vào mục là device setting. Thì mục modify device password này sẽ là giúp bạn thể là đổi mật khẩu của cam nhé. Mật khẩu mặc định của cam thì các bạn sẽ nhập vào đây 1 2 3 4 5 6. Tiếp theo lưu password là các bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới mà các bạn muốn đổi vào. Sau đó confirm là các bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu mới đó. Rồi bạn kích OK là sẽ đổi được mật khẩu của cam nhé. Tiếp theo sẽ là mục SD card setting này, sẽ là mục giúp các bạn có thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là auto record này, sẽ là mục ghi hình 24x24. Là chỉ cần cam các bạn bật nguồn lên thôi là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Alarm record sẽ là mục ghi hình khi có chuyển động, là bao giờ có người di chuyển qua mắt cam thì cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn, mà khi mà không có người di chuyển qua thì cam sẽ không lưu bạn nhé. Tiếp theo sẽ là mục video duration, là bạn sẽ chọn cái độ dài của video mà bạn muốn lưu vào đây. Thì ở đây nó sẽ có 4 chế độ độ dài nhé: 3 phút, 5 phút, 10 phút và 30 phút. Ví dụ như khi mà mình chọn là 5 phút thì cam sẽ tự động lưu video là 5 phút một file lưu vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mà các bạn chọn là 3 phút, 10 phút và 30 phút thì cũng tương tự như vậy nhé. Total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của cam này, 29809 MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam có bao nhiêu, sẽ hiện ở bên dưới đây.
Format sẽ là giúp bạn có thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống bạn nhé. Các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn OK, mà các bạn không đồng ý xóa các bạn chọn Cancel cho mình. Tiếp theo sẽ là mục Wi-Fi setting này. Thì trong mục Wi-Fi setting này thì camera ngụy trang đồng hồ để bàn G5 cũng như đồng hồ G10 nó sẽ tìm ra những Wi-Fi xung quanh để kết nối xem từ xa. Đó, thì bạn gắn ở đâu thì cam sẽ tìm ra Wi-Fi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu vào. Đó, rồi bạn ký OK là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có Wi-Fi 3G 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết bạn nhé. Chỉ cần nơi bạn gắn trước nơi bạn gắn hai chiếc đồng hồ camera này ở đâu có Wi-Fi là các bạn có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ để bàn G5 cũng như đồng hồ để bàn G10 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, cái bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho bạn nhé. Video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt mọi người ở những video clip sau.